An cư kết hạ và cúng dường trường hạ là nét đẹp văn hóa truyền thống Phật giáo từ nghìn xưa. Năm nay, khi đại dịch Covid tái bùng phát, người dân đi lại bị hạn chế, các nhà mạnh thường quân cũng không có điều kiện để đến chùa. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng với Ban Kinh tế Tài chính Trung ương đã thống nhất tổ chức cúng dường tại các trường hạ nhằm khuyến khích tăng ni tu học. Nhân mùa an cư kết hạ Phật lịch 2564, trong hai ngày 24 và 25 tháng 8 năm 2020, thừa sự chỉ đạo của Thượng tọa Thích Thanh Phong, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, gia đình Phật tử Nguyễn Thị Mai Liên, pháp danh Phúc Nguyên, Phó Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức cúng dường các trường hạ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mình là một người con Phật, thì năm nào đến mùa an cư kết hạ thì gia đình mình cũng như bạn bè, cũng như là lối xóm đều tập trung là cúng dường trường hạ loanh quanh ở khu vực mình ở. Thế nhưng năm nay thì nó có khác, vì có dịch Covid thế cho nên là người dân là đi lại cũng kém, cũng tránh ra ngoài đường. Cho nên là hạn chế cái việc đến chùa cúng dường các tăng ni, cho nên giáo hội với lại ban tài chính có quyết định trích ra một số tịnh tài tịnh vật để ủng hộ cho các trường trong thành phố Hà Nội. Ví dụ là trong 20 trường của Hà Nội là ban tài chính giáo hội đứng ra và được thầy Thích Thanh Phong là trưởng ban ủy quyền cho được đi cúng các trường để động viên các sư, để các sư tu học, để trao dồi kiến thức của Phật Pháp để phổ độ cho chúng sinh. Đó là cái tâm nguyện của giáo hội cũng như là mong muốn của những người con Phật. Được biết, mùa an cư kết hạ năm nay, gia đình Phật tử sẽ cúng dường tại 20 trường hạ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong hai ngày 24 và 25 tháng 8 năm 2020, Phật tử Nguyễn Thị Mai Liên đã đến cúng dường tại các chùa trên địa bàn thành phố như chùa Viên Minh, huyện Phú Xuyên, chùa Khê Hồi, huyện Thường Tín, chùa Thần Nghệ, xã Sơn Tây và chùa Bồ Đề, quận Long Biên. Tại các trường hạ, Phật tử Nguyễn Thị Mai Liên đã kính dâng lời tác bạch lên chư Tôn Đức tại các hạ trường. Nay nhân mùa an cư kết hạ, cũng vào đầu mùa báo hiếu Vu Lan, dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Thanh Phong, với tất cả tấm lòng thành kính, Phật tử Nguyễn Thị Mai Liên đã sắm sửa tịnh tài tịnh vật, kính dâng lên cúng dường 10 phương chư Phật, chư Tổ, chư Tôn Đức Tăng Ni. Nhờ ơn chư Phật, nhờ giới đức tinh nghiêm và sự thanh tịnh của chư Tôn Đức Tăng Ni để hồi hướng phước báo này, cầu nguyện đạo Pháp hưng long, đất nước thanh bình, nhân dân an lạc, dịch bệnh được tiêu trừ. Đáp lại tấm lòng thành kính đó, chư Tôn Đức tại các trường hạ cũng có lời chúc sức khỏe và tán dương công đức tới Phật tử Mai Liên đã không ngại khó khăn trong mùa đại dịch, đi cúng dường tạo nhiều việc phúc. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho quý Phật tử gia quyến được tăng phúc, tăng thọ, cuộc sống an lành, hạnh phúc dưới ánh hào quang che chở của chư Phật. Theo cái phong tục tập quán cũng như là thời Đức Phật dạy, ấy, là các Phật tử là đến làm phúc, cúng dường để cho các sư tu học trong 3 tháng. Thế cho nên là cái công đức mà 3 tháng an cư là các Phật tử cúng dường là phúc rất là lớn, bởi vì là cái 3 tháng cái thanh tịnh các thầy ôn cố tri tân này, học hành rồi lên chùa 6 thời tụng kinh, sau đó thì 3 ngày hành đạo. Thì 3 ngày hành đạo thì cũng là vừa ngay gần đến cái ngày rằm tháng 7, cũng là Đức Phật cũng nói là cái ngày đó là cái ngày mà để xá tội vong nhân ấy, mà những người con có hiếu đấy mà đi cúng dường sư tăng rồi làm việc phúc thì có thể mình nhân cái công đức đó mà cứu được cha mẹ kiều hiền thất tổ nhiều đời quá cố, chưa được vãng sinh, cũng như là cha mẹ hiền từ hiền tiền ấy, được cái công đức đó mà được an vui hạnh phúc trong gia đình. Được biết, ngày 25 tháng 8 năm 2020, sau khi cúng dường tại hạ trường chùa Bồ Đề, cũng đã khép lại hành trình cúng dường 20 trường hạ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm nay của Phật tử Nguyễn Thị Mai Liên.